À, thành công xin chào các bạn à, trong những ngày này ai nấy cũng nôn nao xôn xao à, và rộn ràng để trở về quê nhà à, thăm ông bà thăm mẹ thăm cha và thành công cũng như các bạn thôi cũng nhớ nhà lắm chứ à, và nó dường như là cái quy luật vậy đó cứ con cháu bông ba ở xa rồi cuối năm lại rạo rực lại về quê nhà nhân cái dịp tết cổ truyền À, từ cái cảm xúc đó, à, từ nỗi lòng đó thành công viết một cái à, thể thơ um, à, ngắn à, tự do để tặng cho các bạn à, trong những lúc giải trí. À, cái thể thơ nó là chữ A nhân năm con gà Tết con gà ai ai cũng tranh thủ về quê nhà xâm họp với ông bà với mẹ cha cùng anh em ta quay quần bên nồi cháo gà đủ thứ chuyện ở phương xa cùng kể nhau nghe những chuyện đã qua. Đi thăm hàng xóm ta, bạn bè ta, tiếng vui cười khắp cả nhà. Tay bắt mặt mừng hoan hỷ với người ở xa mới về quê nhà. Từ ngõ đến chợ thấy sắc màu của gà. Nhà nhà trang trí con gà, ngõ phố trang trí gia đình gà, hội chợ xuân bán quà lưu niệm biểu tượng gà, gia đình gà. Ra ngoài chợ thấy bán nhiều gà, bên mâm cơm đâu đâu cũng thịt gà chu cha rộng ràng quê ta đón con đón cháu ở phương xa mới về nhà. Mùng một Tết cha, lũ nhỏ chạy ra, con chào ông bà ạ, à, con chào cô chú ạ, à. thế là lấy bao ra lì xì cho con cháu trong nhà. Mừng tuổi mẹ, tuổi ba, tôi nói trước cả nhà, kính thưa mẹ, thưa ba, năm nào con cháu cũng đi làm ở xa, đứa ở Canada, đứa ở Bắc Hà, đứa buôn bán chợ Đông Ba, đứa làm công nhân cho hãng Honda, Toyota, Yamaha. Ba mẹ ở quê nhà cầm cùi nuôi heo, nuôi gà. Nhân dịp Tết con gà. Con không có đô la, con không có quà. Để tặng mẹ, tặng cha. Con của mẹ bất hiếu quá phải không cả nhà? Mẹ tôi nói, mẹ không cần đô la, mẹ không cần quà. Chỉ mong con về nhà là diễm phúc cho mẹ, cho cha. Cả nhà cười vui ha ha Thằng cô tí con của chị ba Từ trong nhà chạy ra Con chào bác ạ à. Ô thằng tí lớn quá ta Năm con gà nó sẽ đi xa À ra đảo Hoàng Sa Bảo vệ quê nhà Mùng một Tết cha Mùng 2 Tết bạn Mùng 3 Tết thầy Thế là những ngày Tết đã qua Con cháu lại xa nhà Bốn ba nơi phương xa Con chào ông bà Con chào mẹ chào cha con phải bông ba, đi làm ở xa, trăm việc của năm con gà. Xin chào mẹ, chào cha, chào cha, chào cha. Tết năm con gà, con lại về nhà, thăm mẹ, thăm cha. Tạm biệt mẹ, tạm biệt cha. Tôi đi xa, một đoạn xa, ngoảnh đầu lại nhìn cha mẹ già. Chạnh lòng, xót xa, tạm biệt quê nhà. Hẹn cuối năm, con về thăm nhà, thăm mẹ thăm ba, thăm ông bà, thăm mẹ, thăm cha, xa nhà, xa nhà, thương quá mẹ cha ta, thương quá mẹ cha ta, thương quá mẹ cha ta. tác giả thành công viết vần a nhân năm con gà tặng mọi người khắp phương xa cộng cộng đồng facebook là nhà quý anh quý chị em ta cảm nhận viết vần a của năm con gà đọc nghe có phần xót xa hình bóng của mẹ cha ta ở quê nhà luôn theo dõi con ở phương xa chia sẻ chia sẻ bài viết lon xa truyền tin nhau khắp cả nhà chúc anh chị em ta năm con gà tiền vào đây nhà bệnh tật xui xẻo đẩy xa à, thành công làm thơ cũng hay quá ta à, nghe cũng thấy vui chọn năm con gà ai nghe qua cũng cười ha hả mà không cho tràn pháo tay giòn giả sao kỳ vậy ta <laughs> à, đó bài thơ vui mà cũng có chút cảm động hình ảnh của cha mẹ cũng như cái quy luật con cháu đi xa nhà rồi lại về Tết là về quê thăm nhà. Đó có vài ý để à, chia, chia sẻ những ngày xuân giải trí nha các bạn. À, nhân dịp này cũng chúc cho các bạn cũng như gia đình bạn à, luôn luôn được mạnh à, khỏe à, tràn đầy hạnh phúc à, bước sang năm mới à, tiền à, vô dạn sự như ý vinh hoa phú quý. À, và nhớ đi đường cẩn thận và đừng có nhậu nhiều quá hạn chế hút thuốc hạn chế nhậu vui chơi lành mạnh nha các bạn chúc các bạn mạnh khỏe bye bye